Chào tất cả anh chị em và các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ đến anh chị em và các bạn một món ăn rất là ngon, đó là món gỏi táo xanh thịt bò. Phần nguyên liệu cho món ăn này gồm có: ở đây là thịt bò. Mua về mình sẽ rửa sạch, sau đó cắt lát mỏng. Tỏi băm nhỏ. Chanh. Hai trái táo xanh. Thêm hai trái táo đỏ nhỏ như thế này. Bởi vì táo này hơi nhỏ cho nên mình dùng thêm hai trái. Nếu mà táo lớn hơn chút xíu các bạn có thể dùng một trái. Nếu như không thích táo đỏ các bạn có thể dùng hoàn toàn bằng táo xanh cũng được. Một củ cà rốt nhỏ. Rồi một ít ngò rí. Rau thơm. Sả cắt khúc đập dập. Mình sẽ pha nước sốt trộn. 2 muỗng canh đường. Hai muỗng canh nước mắm. Mình dùng muỗng cà phê nhỏ như thế này. Cho một muỗng cà phê nhỏ muối tôm Tây Ninh, dùng muỗng lưng lưng thôi. Nếu như các bạn không có muối tôm thì cũng không sao, nhưng mình có thì sẽ ngon hơn. Nửa muỗng canh tương ớt. Ớt bằm. Một muỗng canh nước chanh. Vì táo xanh đã có vị chua sẵn nên mình chỉ dùng một muỗng canh thôi. Đến khi nào trộn xong thì nếu mà mình thích chua thì mình sẽ dùng thêm chanh. Tỏi băm. Nấu nước sôi cho sả đập dập vào. Một chút rượu nấu ăn. Nấu một phút cho sả ra mùi thơm. Sau đó mình sẽ cho thịt bò vào trụng thật là nhanh. Đó, rồi mình tắt bếp liền. Cho vô là tắt bếp liền luôn. Để cho thịt bò vừa tái là được. Khi thịt bò vừa tái như thế này mình sẽ gấp ra. Thịt bò sau khi trụng xong, mình sẽ chan vào đây một ít nước sốt. Trộn đều. Táo thì khi nào ăn mình mới cắt và trộn liền để cho táo không bị đen. Mình bào bỏ bớt phần vỏ bên ngoài. Không cần phải bào nhiều. Bào sơ sơ thôi. Nếu thích các bạn có thể để nguyên không cần phải bào. Sợi. Táo đỏ mình cũng cắt sợi luôn. Cà rốt bào sợi. Ngò cắt khúc. Rau thơm này lá nhỏ nên mình sẽ để nguyên một ít, không cần phải cắt. Để chút nữa trang trí lên trên mặt cho đẹp. Còn phần còn lại mình sẽ cắt sơ thôi. Cho táo xanh, táo đỏ, cà rốt vào trong thau. Chan nước sốt vào trộn. Mình sẽ chan từ từ. Khi nào vừa ăn thì mình dừng lại.
thịt bò, rau ngò, rau thơm. Rồi đây là đậu phộng rang, mình để nguyên hạt luôn, không có đập dập. Nếu các bạn thích đậu phộng thì cho vào, còn không thích thì bỏ qua. Khi ăn mình sẽ rắc lên trên một ít đậu phộng rang giã nhỏ. Hành phi, gỏi táo xanh thịt bò ăn vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe. Các bạn có thể làm món này cho ngày cuối tuần hoặc là để đãi trong các bữa tiệc gia đình như sinh nhật, họp mặt bạn bè cũng rất là ngon. Cảm ơn anh chị em và các bạn đã xem hết video này. Nếu như yêu thích món này của mình thì bấm like, share, đăng ký kênh và bấm chuông để ủng hộ cho kênh của mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong món ăn lần sau.